Những dự báo ảnh hưởng của El Nino có thể gây thiếu nước ngọt trong mùa khô 2023-2024 sắp tới ở đồng bằng sông Cửu Long. Việc chăm bón cho vườn bưởi, đặc biệt là tại những địa phương thường xuyên ảnh hưởng hạn mặn như Bến Tre, sẽ cần được nhà vườn chú ý gì? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.